Chào tất cả anh em ha. Hôm bữa có bạn hỏi anh ơi có một cái combo nào mà vừa con nhé thiệt vừa con nhé giả được không, thì mình giới thiệu cho anh em một cái combo là cần Eagle Super ha, cần này Fan 3 rất là to và nó có hai ngọn M với MH như anh em ha, nên nó thích hợp cho anh em mà câu nhé thiệt và nhé giả luôn. Đây mình sẽ hôm nay mình sẽ chinh phục cái ao này cho anh em xem thử đây. Nó có thể câu nhé thiệt được ha, nó có độ cứng vừa phải. Anh em thấy chưa, chắc cứu 100% cái ao này có cá này. Nó ngợp, bị ngợp rồi nè, mới ngợp. Đó, sau khi nói chuyện tào lao xong rồi giờ bắt đầu đi câu thực tế nha. Đó, thì đây là một cái hiện tại thì mình có để combo này ở dưới góc trái màn hình nha anh em ha. Anh em vào để tham khảo nha. Cần IG Super chuẩn hãng. Khi anh em mua cái cần này anh em có hai ngọn nha. Đó cả ăn rồi. Với lại là máy DQU DA2 dây là S9 tác mạnh ghê. Anh em nào thích quăng xa thì anh em sử dụng combo này nha. Hơi nhỏ con mà tác mạnh. Đó, anh em vào tham khảo nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cá này cũng quá khá là nhỏ luôn. Đó.